Chặng Upchat hôm qua là bài kiểm tra khó khăn cuối cùng với hành trình leo núi dài 133,5 km từ Belfort đến Le Mastail. Tadej Pogačar tấn công 6 km trước đỉnh Krnožup Lazoso và được theo sát bởi Jonas Vingegaard. Sau đó, nhóm dẫn đầu có thêm Felix Go của đội AG2R Citroën và anh em nhà Yates Simon và đồng đội của Pogačar, Adam. Khi cách đích chừng 2,9 km, Pogačar và Vingegaard bứt tốc rồi cắt đuôi được ba quarter này. Vingegaard có thời điểm chiếm vị trí dẫn đầu nhưng Pogačar cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 27 phút 18 giây. Đây là chiến thắng thứ hai của Quarer Slovenia tại Tour de France 2023 và là chiến thắng thứ 11 trong sự nghiệp tại giải đua này. Trước đó, Pogačar đã phải đối mặt với chấn thương ở giải Liège-Bastogne-Liège, nhưng anh đã phục hồi và trở lại với phong độ cao. Trên bảng xếp hạng tổng sắp, Vingegaard vẫn giữ áo vàng với thời gian 79 giờ 16 phút 38 giây, duy trì khoảng cách 7 phút 29 giây với Pogačar.